Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa quý thầy cô, quý đồng nghiệp, tôi xin trình bày đề tài thứ hai đó là viêm phổi liên quan đến cúm. À, chúng ta bắt đầu phần trình bày này bằng một ca lâm sàng ở tại bệnh viện nhân dân gia định. Bệnh nhân là một bệnh nhân nam, 48 tuổi, nghề buôn bán và tiền căn là trước đây chưa có phát hiện bệnh lý gì bất thường hết. Bệnh nhân nhập viện vì một lý do là khó thở và bệnh sử bệnh nhân có một cái bệnh sử 4 ngày với ho, sốt, đau đầu, chóng mặt, bệnh nhân tự uống thuốc tuy nhiên triệu chứng nặng dần lên và bệnh nhân xuất hiện khó thở và đây chính là lý do để bệnh nhân nhập viện à, lúc khám lúc ban đầu thì bệnh nhân tỉnh mặt 120 huyết áp ổn định thở 24 lần một phút Sp2 82% với khí phòng và sốt 38 độ rưỡi nghe phổi thì có ranh nổ và một cái hình X quang ban đầu là thâm uh, tổn thương uh, đông đặc hai phế trường À, công thức máu ban đầu cho thấy là bạch cầu 4.200 với neutrophil 84%, CRP là 15mg uh, lít và cấy đàm mấy ngày sau thì không mọc và ngay từ ban đầu khi bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân này đã nghĩ bệnh nhân này là một cái bệnh nhân cúng, cũng chưa loại được chữ cúng với một cái điều trị là một kháng sinh phổ rộng imipenem phối hợp với levofloxacin và cho luôn tamiflu để điều trị cúng đồng thời trước khi cho kháng sinh thì bác sĩ có phết họng để tìm cúm và trong thời gian khoảng hơn một ngày sau thì có kết quả và phết cúm dương tính với H1N1 pdm 2009 là cái chủng mà gây đại dịch cúm năm 2009. thì chúng ta nhìn lại lịch sử của những cái đại dịch cúm trên thế giới Ở trong thế kỷ 20 thì chúng ta thấy những cái dịch hoặc là đại dịch đặc biệt là ba cái đại dịch rất là lớn. Đó là năm 1918 với 500 triệu người trên thế giới mắc bệnh và tới người ta ước tính là con số tử vong là 100 triệu người, có nghĩa là 3 tới 5% dân số trên toàn thế giới, khiến cho cái đại dịch này người ta coi là một cái thảm họa mà gây chết chóc nhiều nhất trên thế giới. Và dịch cúm này được đặt tên là cúm Tây Ban Nha. Và sau đó 1958, cúm Tây Ban Nha là do chủng H1N1 và năm 1958, năm 758 thì là một cái loại cúm do cúm H2N2 với một cái tỷ lệ người chết đó là 2 triệu người. Và tiếp đấy là năm 1968 69 thì với là đặt được đặt tên là Hồng Kông, cúm Hồng Kông với 1 triệu người chết. Và cái này cái đợt dịch này là do H3N2 và tiếp đó là những có những cái dịch tại khu vực. Và năm 2019 2009 thì WHO lần đầu tiên tuyên bố đại dịch đầu tiên của thế kỷ 21 mà trong đó Việt Nam của chúng ta ảnh hưởng và chúng ta nhớ là chúng ta sau 2009 chúng ta còn những cái đợt cúng là năm 2013. Và đợt dịch cúm năm 2009 này do virus cúm AH1N1 còn gọi là cúm lợn và tử vong ước tính là 200 khoảng 500.000 người tử vong trên thế giới. Người ta gọi cúm là một căn bệnh không thay đổi do một loại virus luôn biến đổi. Cúm thì triệu chứng khá là quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên, căn bệnh này đã được mô tả từ lâu nhưng mà nó vẫn luôn biến đổi bởi vì nó có đặc tính là biến đổi kháng nguyên và cái mức độ nặng của nó thì không chúng ta cũng không được coi nhẹ. Có nghĩa là mới gần đây thôi, năm 2017 trên thế giới người ta vẫn ước tính là có 650 ngàn người chết vì những cái bệnh lý hô hấp liên quan tới cúng, chưa nói những cái bệnh lý khác, ví dụ tim mạch liên quan tới cúng gây tử vong. Và chúng ta thấy là theo thời gian thì mức độ độ nặng của cúng có giảm hay không? thì những cái nghiên cứu những cái thống kê thấy cho tới năm 2017 2018 thì cái mức độ nặng người ta đánh giá bằng những bệnh nhân nhập viện về cúng bệnh nhân đến khám phòng khám ngoại trú về cúng hay là tử vong về cúng thì chúng ta thấy năm 2017 2018 thì mức độ nặng vẫn là cao có nghĩa chúng ta cũng không hề được bọt chúng ta không hề được coi nhẹ bệnh cúm và chúng ta thấy rằng trên thế giới người ta vẫn có những cái hệ thống để thông báo tình hình tử vong tình hình cúm đặc biệt là những hệ thống của CDC Hoa Kỳ và một nghiên cứu ở Quảng Đông Trung Quốc thì người ta thấy virus nhiễm virus trong đó cúm là một tác nhân gây viêm phổi cộng đồng rất là quan trọng mà trong nghiên cứu ở thì hồi nãy phó giáo sư phó giáo Phó giáo sư Dũng có nói tới nghiên cứu URI. Nghiên cứu URI thực ra cũng có một tỷ lệ cúng nhưng mà bài báo cáo của Phó Giáo sư Dũng thì nói về chủ yếu là về vi trùng cho nên không đề cập tới vấn đề cúng. Mà chúng ta thấy rằng báo cáo này của tác giả về Trung Quốc thì người ta thấy rằng cái tác nhân viêm phổi do cúng, viêm phổi cộng đồng do virus mà trong đó có cúng thì cũng chiếm một tỷ lệ khá là cao viêm phổi do virus trong nghiên cứu của tác giả trên 320 bệnh nhân những cái bệnh nhân này được làm pce để xác nhận tác nhân gây bệnh là gì thì tác giả thấy rằng khoảng 24% bệnh nhân là có nhiễm virus mà trong đó cũng chiếm tới 17% là cái thể hiện bằng cái hình màu xanh thể hiện bằng cái hình màu xanh chúng ta thấy là những cái hình màu xanh đây là nó thể hiện là cái tỷ lệ phần trăm bệnh nhân nhiễm cúm thì chúng ta thấy là cúm là một tác nhân quan trọng gây viêm phổi cộng đồng trong những tác nhân gây, của virus. Và cúm à, được coi là một nguyên nhân viêm phổi do virus phổ biến nhất và nó họ thuộc họ là Oto-Misovirida. Nó có 3 tiếp huyết thanh là A, B, C và thường chúng ta nhắc tới sẽ là tiếp huyết thanh A và B thì thường là ít có khi gây đại dịch có thể gây dịch nhỏ ở khu vực thôi còn c thì ít gây bệnh cho người hoặc là nếu có thì triệu chứng chỉ nhẹ giống như là cảm lạnh thông thường thôi ở đây chúng ta nói tới thường nhất là virus cúm a và virus cúm a thì cấu trúc nó sẽ có hai glycoprotein kháng nguyên vỏ ngoài đó là h và n h thì nó có thể khởi đầu sự lây nhiễm nó có thể liên kết với tế bào vật chủ còn n nó có thể phân tách những virus mới và có là tạo điều kiện lây lan cho các tế bào khác. Và cúng chúng ta biết là lây truyền rất là dễ lây truyền, lây lan trong cộng đồng à, qua những cái giọt bắn hoặc là hạt khí dung hoặc là thậm chí qua các đường tiếp xúc. À, nếu mà những cái nơi chúng ta tiếp xúc có có những cái hạt bắn hoặc là hạt khí dung của người bệnh. Thời gian ủ bệnh thông thường là 2 tới 3 ngày và phát tán nhiều nhất virus lúc khởi phát và tiếp tục có thể lên tới 5 tới 7 ngày hoặc thậm chí dài hơn nó có thể xảy ra lẻ tẻ thành dịch hoặc là đại dịch và ở phương đông thì thường là dịch vào mùa đông tuy nhiên ở những nước vùng dịch đới có thể xảy ra quanh năm à, triệu chứng thì chúng ta thấy là triệu chứng nó sẽ là có những cái biểu hiện toàn thân như là sốt ớn lạnh đau đầu chóng mặt đau cơ chán ăn thay đổi trạng thái tâm thần hoặc là nôn ói và triệu chứng ho hô hấp thì có thể ho khan, đau họng, nghẹt mũi, sổ mũi và khó thở. Và người ta thấy rằng những cái triệu chứng như là sốt, ho khan, ho hoặc là đau họng tập hợp những cái triệu chứng đó thì người ta thấy là gợi ý tới cái khả năng mà phát hiện ra virus cúm nhiều nhất. Và khi bệnh nhân có khó thở thì đó là một dấu hiệu nghiêm trọng mà chúng ta phải để ý để coi có những cái biến chứng về hô hấp, đặc biệt là viêm phổi hay không, viêm phế quản hoặc viêm phổi hay không thì chúng ta thấy biến chứng của cúm thì khá là nhiều ở phổi thì nó có thể là gây viêm phổi do cúm nguyên phát có thể gây viêm phổi thứ phát do vi trùng có thể nhiễm trùng với những tác nhân không điển hình có thể gây ra đợt cấp của những bệnh phổi mạng đặc biệt như là hen hoặc cpd hoặc là có thể suy hấp cấp ards còn ngoài phổi thì cũng khá là nhiều đó là biến chứng tim như viêm màng ngoài tim như cơ viêm cơ về thần kinh như bệnh não viêm não tủy viêm tủy ngang thì ở bệnh viện của chúng tôi, chúng tôi cũng gặp khá là nhiều Nói chung những cái biến chứng này có gặp hết rồi Là biến chứng về viêm phổi do cúm, viêm phổi thứ phát do, do cúm Cũng như là viêm cơ tim do cúm, thậm chí là suy đa tạng do cúm cũng đều đã gặp Thì chúng ta thấy là những cái triệu chứng do cúm đối với một người bình thường Thì có thể chúng ta có thể tự hỏi Tuy nhiên những cái yếu tố nguy cơ, những cái bệnh nhân nằm trong những nhóm Mà khi mắc cúm thì có thể diễn tiến tới rất là nặng Ví dụ như bệnh nhân nhỏ tuổi dưới 5 tuổi, đặc biệt là dưới 2 tuổi, bệnh nhân lớn tuổi trên 65, phụ nữ mang thai, đặc biệt là phụ nữ mang thai. Thì ở Việt Nam chúng ta cũng có những trường hợp mà tử vong do cúng ở người phụ nữ mang thai và cũng mới đây thôi và quá béo phì, hút thuốc lá, trẻ em, trẻ vị thành niên hoặc những cái bệnh lý như là bệnh tim phổi mạng tính suy giảm miễn dịch, đái tháo đường là những cái đối tượng nguy cơ khi mà nhiễm cúm thì dễ dẫn tới những cái biến chứng nặng. Ở đây chúng ta thấy hình ảnh của một bệnh nhân viêm phổi cúm nó rất là đa dạng. Từ cái hình ảnh là kính mờ có kính mờ có tăng, có tăng cái có dày vắt liên tiểu thùy dẫn đến hình ảnh hành đá lát hoặc triệu chứng của hoặc là một cái hình ảnh đông đặc xen lẫn với kính mờ thì một tác giả người ta cũng thống kê những cái hình ảnh có rất là nhiều tác giả làm nghiên cứu hoặc là có những cái thống kê bài viết nói về hình ảnh viêm phổi cúng thì nó như thế nào, viêm phổi do virus thì nó như thế nào. Thì tác giả cũng thống kê được những cái hình ảnh mà chúng ta thường gặp, ví dụ như nốt trung tâm tiểu thùy, những cái hình ảnh kính mờ có phân bố với tiểu thùy hoặc là đông đặc hoặc là dày vách liên tiểu thùy hoặc là hình ảnh kính mờ thì chúng ta thấy là hình ảnh rất là đa dạng tuy nhiên không có một hình ảnh nào có thể đặc hiệu cho để chúng ta xác định được nguồn gốc là tác nhân nào mà nó chỉ có thể tác giả kết luận là nó chỉ có thể gợi ý thôi hoặc là khi có những hình ảnh này đây là những hình ảnh thường gặp nhất thôi chứ còn chúng ta phải kết hợp với rất là nhiều yếu tố và có về kể lâm sàng triệu chứng hình ảnh cũng như là một cái nghi ngờ cao của bác sĩ nếu bác sĩ chúng ta không nghi ngờ thì chúng ta sẽ không phết học chúng ta sẽ không tìm ra mà trên lâm sàng tôi thấy thực tế là bác sĩ chúng ta thường là tập trung vào viêm phổi do vi khuẩn và chúng ta sẽ chọn lựa những kháng sinh nào tốt nhất mạnh nhất phối hợp kháng sinh mà chúng ta thường quên đi là viêm phổi còn có tác nhân do virus nữa mà trong đó cúm là một tác nhân rất là quan trọng thì để chẩn đoán cúm thì chúng ta có rất là nhiều xét nghiệm từ xét nghiệm có thể là khuất đại uh, uh, khuất đại gen phát hiện ra kháng kháng nguyên hoặc là là những cái xét nghiệm huyết thanh chẩn đoán nhanh hoặc là cấy. tuy nhiên trên thực tế lâm sàng và thực tế là chúng ta thường làm PCE là xét nghiệm xét nghiệm khuất đại gen đây là một xét nghiệm mà chúng ta thấy là tỷ lệ mà chẩn đoán nhạy cũng độ đặc nhạy cũng như độ đặc hiệu cao và kết quả thì khá cũng khá là có khá là sớm và một trong những nguyên nhân là viêm phổi cúm mà chúng ta cũng không được quên đó là một có một sự đồng nhiễm virus và vi khuẩn. Nó chiếm tỷ lệ cũng khá là cao, có nghĩa là 11 tới 35% bệnh nhân nhiễm cúm không đơn thuần là viêm phổi cúm mà có thể nó đồng nhiễm với vi khuẩn nữa. Và đây người ta thấy một cái mô hình người ta thấy ở những cái hình thứ nhất là một mô hình trên bệnh nhân đã được chủng ngừa cúm rồi. Và với những bệnh nhân không được chủng ngừa cúm, ở những bệnh nhân không được chủng ngừa cúm là cái hình màu xám đen này chúng ta thấy là khi mà virus cúm đã phát triển và tải lượng vi khuẩn tăng cao thời gian lây nhiễm kéo dài và vi khuẩn sẽ thâm nhập ở giai đoạn sau nó khiến cho bệnh nhân sẽ bị bệnh lý nặng hơn còn trong khi đó thì những bệnh nhân mà có được chủng ngừa cúm rồi thì sẽ bệnh nhân sẽ bị bệnh lý nhẹ hơn và tải lượng vi khuẩn giảm cũng như là thời gian lây nhiễm rút ngắn nó sẽ là ít có cơ hội cho vi khuẩn xâm nhập ở giai đoạn sau cũng tương tự như vậy ở những bệnh nhân được chủng ngừa vi khuẩn với những cái tác nhân ví dụ như là phế cầu thì chúng ta thấy rằng ở những bệnh nhân đã được chủng ngừa thì tải lượng của vi khuẩn nó thấp nó cũng ít có thời gian đồng nhiễm của vi khuẩn virus mà bệnh nhân thường là nhẹ hơn so với những bệnh nhân mà không được chủng ngừa và bệnh lý thường là nặng hơn và mất đi sự kiểm soát miễn dịch à, và đây là cơ chế tương tác hợp đồng giữa vi khuẩn và cúm thì chúng ta thấy rất là nhiều cơ chế để nó khiến cho bệnh nhân mà bị đồng nhiễm thì thường vi khuẩn virus nó sẽ làm cho tình trạng bệnh nhân nặng hơn. Và chúng ta cũng có hai trường hợp là viêm phổi do cúng nguyên phát và viêm phổi do vi khuẩn thứ phát sau cúng. Thì viêm phổi do cúng nguyên phát triệu chứng thường là khởi phát triệu chứng cúng sau đó là sẽ tiến triển nhanh đến sốt ho, khó thở tiến triển nhanh. Và trên hình ảnh thì chúng ta thấy thường là tổn thương lai, lan tỏa hai bên. Và đối với bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn thứ phát thì triệu chứng cúm sau đó có thể có một cái giai đoạn cải thiện có nghĩa là bệnh nhân bớt sốt. Thường cái giai đoạn này có thể kéo dài 4 cho tới 14 ngày nhưng mà sau đó bệnh nhân là có thể có tái diễn sốt, ho, khó đàm và tổn thương đông đặc mới trên phổi. Và thường gặp nhất những vi khuẩn mà thường đồng nhiễm với virus là chúng ta thường gặp là phế cầu hoặc thậm chí tụ cầu, thậm chí là tụ cầu kháng methicillin và đây là một cái hình ảnh của bệnh nhân nhiễm cúm H1N1 sau đó có đồng nhiễm vi khuẩn và chúng ta thấy là có tổn thương đông đặc trên cái hình phổi. Thì chúng ta có những cái chỉ điểm lâm sàng để thấy rằng à, để phân biệt viêm phổi do cúm nguyên phát hay là viêm phổi do vi khuẩn thứ phát. À, khởi phát của viêm phổi do virus nguyên phát thì thường là khởi phát các triệu chứng hô hấp thì khá là nhanh, có thể một hoặc là hai ngày sau các triệu chứng ban đầu. Còn viêm phổi do vi khuẩn thứ phát thì bốn tới ngày sau sau các triệu chứng ban đầu. X quang ngực thì tổn thương của viêm phổi do virus nguyên phát thì thường là tổn thương thường là hai bên. Tôi nói ở đây thường là hai bên thôi, vẫn có những trường hợp chỉ một bên thôi chứ không có đồng nghĩa là tổn thương hai bên mới là virus. Và vi khuẩn thứ phát thì thường đông đặc thùy. Đáp ứng kháng sinh thì thường viêm phổi do virus thì thường chậm hoặc là không đáp ứng, còn viêm phổi vi khuẩn thứ phát thì thường là đáp ứng nhanh hơn. Còn lượng bạch cầu máu đây là một cái yếu tố mà chúng ta uh, lưu ý, có nghĩa là ở những bệnh nhân viêm phổi do virus, nguyên phát thì thường bạch cầu máu thường là bình thường hoặc là thấp. Ở cái ca lâm sàng đầu tiên của chúng ta, một cái bệnh nhân trẻ không có bệnh lý gì khác, viêm phổi tiến triển nhanh và chính nhờ cái bạch cầu máu và tổn thương trên phổi mà bác sĩ lần đầu tiên nhận diện đó là một trường hợp khả năng cao là một trường hợp viêm phổi do cúm, cho nên uh, bác sĩ đó đã sử dụng uh, ngay kháng virus ngay từ đầu và đối với bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn thứ phát thì đương nhiên sẽ là bạch cầu tăng cũng như là những cái chỉ dấu sinh học khác như CRP hoặc là procalcitonin sẽ tăng đối với trường hợp nhiễm vi khuẩn còn đối với virus đơn thuần thôi thì những cái CRP hoặc bạch cầu uh, uh, CRP hoặc procalcitonin sẽ không tăng còn bệnh phẩm ở đường hô hấp dưới thì bệnh phẩm đường hô hấp dưới thì đối với vi khuẩn và virus À, nguyên phát thì thường là không có cái thấy vi trùng nhưng mà đối với những bệnh nhân viêm phổi do vi khuẩn thứ phát thì có vi trùng còn sốt đối với bệnh nhân viêm phổi do virus nguyên phát thực sốt là ngay từ ban đầu còn bệnh nhân do thứ phát sau vi trùng thì sau một thời gian ổn định thì bệnh nhân có thể sốt lại và điều trị thì chúng ta sẽ điều trị đương nhiên là chúng ta sẽ phải điều trị kháng virus và hiệu quả nhất kháng virus hiệu quả nhất khi mà chúng ta cho thật là sớm 24 tới 48 giờ đầu tiên khởi phát triệu chứng và tuy nhiên nó vẫn có thể mang lại lợi ích cho tới 7 ngày sau khi khởi phát triệu chứng và thường chúng ta sử dụng trên lâm sàng là oseltamivir, zanamivir. Còn những cái kháng virus khác như amantadine, rimafidine, rimantadine thì ít được sử dụng hơn do nó thường là nó có kháng. Còn đương nhiên là không bao giờ một trường hợp viêm phổi do virus mà chúng ta dám sử dụng kháng virus một mình, bao giờ bác sĩ của chúng ta cũng phải kết hợp với kháng sinh hết tại vì sợ cái hiện tượng đồng nhiễm vi khuẩn virus và điều trị nâng đỡ. Về kiểm soát và phòng ngừa nhiễm trùng thì chúng ta phải vệ sinh tay, chúng ta phải vệ sinh hô hấp và vệ sinh hô hấp là che miệng khi ho những cái phòng ngừa chuẩn tránh tiếp xúc với bệnh nhân lây nhiễm và không những dự phòng trong khoa phòng chúng ta và chúng ta còn phải bảo vệ khi di chuyển bệnh nhân đi làm xét nghiệm nữa và chúng ta có thể điều trị dự phòng bằng thuốc với những bệnh nhân, với một số đối tượng đặc biệt trong mùa cúm những người bệnh nhân già suy giảm miễn dịch hoặc là khi không còn vaccine, không có vaccine. Và cái một cái rất là quan trọng, chúng ta phải tiêm phòng cúm cho bệnh nhân, cho những đối tượng đặc biệt. Và virus cúm hiện nay của chúng ta, thì vaccine cúm của chúng ta hiện nay là có những cái chủng là chủng nhóm B. Virus cúm hiện nay của chúng ta là sẽ là tam giá, có nghĩa là có ba chủng virus trong đây, có nghĩa là B, H3N2 và H1N1. H3N2 và H1N1 vẫn là những cái chủng cúm mà nó lưu hành và nó gây những cái bệnh viêm phổi hiện nay của chúng ta và lây từ người sang người và chúng ta thấy khuyến cáo của các tổ chức đều có khuyến cáo như là khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới người ta khuyến cáo chủng ngừa cúm cho những đối tượng là phụ nữ có thai nhân viên y tế chúng ta cũng là đối tượng mà tổ chức y tế thế giới khuyến cáo là chủng ngừa cúm và trong khoa của tôi thì nhân viên được khuyến khích là chủng ngừa cúm hết trẻ em dưới 5 tuổi đặc biệt là 6 tới tháng tới 23 tháng, người già trên 60 tuổi đặc biệt là khi sống tập thể và bệnh nhân có những bệnh hô hấp mạng như hen CBD, thì trong cái hướng dẫn của Gon và Gina đều khuyến cáo chúng ta phải chủng ngừa cúm cho những đối tượng này và những bệnh nhân có bệnh lý tim mạch, bệnh chuyển hóa, suy giảm miễn dịch, suy thận mạng đều được khuyến cáo hô khuyến cáo chủng ngừa cúm. Và đối với bộ y tế của chúng ta khuyến cáo nên tiêm phòng cúm hàng năm. Và nhóm nguy cơ nhiễm cúm nên tiêm phòng là nhân viên y tế, là trẻ từ 6 tháng tới 8 tuổi, bệnh tim phổi mạng tính, người trên 65 tuổi. Cũng tương tương tự như trong khuyến cáo của Hô, tuy nhiên Bộ Y tế của chúng ta thì không có thấy khuyến cáo trên phụ nữ có thai. Vì chúng ta cũng phân biệt những cái vaccine thế hệ cúm hiện nay của chúng ta là ba thế hệ. Thực tế là bốn thế hệ, người ta đã nghiên cứu tới thế hệ thứ 4. Vaccine thế hệ 1 là toàn tế bào, là toàn bộ tế bào virus được bất hoạt để sản xuất vaccine, cái này dung nạp tốt tuy nhiên phản ứng toàn thân và tại chỗ cao. Thế hệ thứ hai là flis phân tách có nghĩa người ta chỉ sử dụng tiểu phần của tế bào siêu virus để điều chế kháng sinh, điều chế kháng virus, kháng điều trị vaccine, điều chế vaccine. thì cái loại vaccine này thì dung nạp tốt, tần suất phản ứng tại chỗ và toàn thân cũng còn cao, tuy nhiên thấp hơn so với toàn tế bào. Và thế hệ 3 là người ta sử dụng tiểu đơn vị có nghĩa là kháng nguyên bề mặt đã tinh chế để điều chế ra vaccine và tần suất và phản ứng tại chỗ và toàn thân thấp thì chúng ta thấy rằng những cái thế hệ vắc xin thế hệ mới là thế hệ 3 đó thì chúng ta thấy rằng cái cái quan trọng nhất chúng ta là lo lắng cái đau chỗ tim hoặc là hội chứng giả cúng. Ở những vắc xin thế hệ mới thì chúng ta thấy thế hệ 3 chúng ta thấy là cái tỷ lệ đau tại chỗ tiêm 20% trong khi so với thế hệ 2 là 32% và triệu chứng giả cúng là cái mà chúng ta tiêm chúng ta hay sợ đó. Chích xong rồi bệnh nhân người mệt mỏi lừ đừ à, giống như đang bị cảm cúm thì đối với thế hệ 3 thì chỉ có 5%, nhưng mà thế hệ 2 là 15%. Thì tóm lại, à, kết luận là virus cúm là một nguyên nhân quan trọng, nó có thể gây tử vong thậm chí trên những người trẻ tuổi, trên những người không có bệnh lý trước đó, mà là tác nhân quan trọng gây viêm phổi mà chúng ta không được bỏ sót. Và cần xác định sớm cũng như là điều trị sớm, đó là bước tối ưu để cải thiện tiêu lượng kết cục cho bệnh nhân. Tiêm phòng cúm là một biện pháp được khuyến cáo an toàn và hiệu quả. Cúm vẫn là một tác nhân cũng vẫn là một à, người ta vẫn gọi là một cái đe dọa cho chúng ta phần trình bày của tôi đến đây là hết xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp